tới, con kia gần hơn kìa. À. Đằng kia. Này. Giờ đến lưng nó mà. À, lại kia lại chứ nó chớp mắt nè. Nhanh lên để người ta kêu nó về bây giờ. Ừ, rồi. Là những ước mơ chính đáng của mọi người trong cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, phải trung thành với giáo huấn và lời của Chúa để xứng đáng hưởng phúc lành của người. Gốc cây liễu được chôn sâu trong lòng đất, với ngọn liễu vươn lên, trời là biểu tượng của sự giao hòa giữa trời và đất. Như thế, với cái nhìn đức tin, cây liễu chính là biểu tượng của Đức Kitô. Bởi chỉ có Ngài là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Đức Kitô đã đến cho con người được sống và sống dồi dào. Tất cả những ước nguyện chân thành của cộng đoàn chúng ta cho một mùa xuân mới chắc chắn sẽ được Đức Kitô chúc phúc và dâng lên Thiên Chúa Cha. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay để một hồi chiên trống. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em. Amen. Nào ta chúc tụng Chúa. Ta ơn Chúa. Xin mời đội trống lên. Thank you.
chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Sài Gòn là ngày 30 Tết. Bây giờ là 5 giờ rưỡi và chúng ta có mặt ở đây là đường Học Lạc. Lúc nãy mình ở trong cái nhà thờ Cha Tam đi ra nè. Và sẵn đây em dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo một vòng chợ lớn để mình xem không khí Tết ở chợ lớn này như thế nào nha. Và đi thẳng đường Học Lạc này chúng ta sẽ đi đến công viên Cửu Long, và phía sau lưng của chúng ta đó là đường đến Thuận Kiều, Thuận Kiều Plaza. Nhưng mà ở đây thì hơi xa, mình thấy không rõ lắm. Và bên cánh phải thì đó là con đường Hưng Đạo B, chợ Hưng Đạo B, cũng là Đồng Khánh năm xưa. Ở đây là chợ Xói Kình Lâm, chợ vải Đồng Khánh. Và chúng ta sẽ chạy xe một vòng ở đây để các anh chị và bạn cùng nhìn ngắm ở chợ lớn này ngày 30 Tết như thế nào nha. Thì ở đây có lẽ của chú anh chị sẽ thấy rất là nhiều rác, nhưng mà đó là do ở đây là chợ đó, nên thành ra khi mà người ta dọn dẹp đóng cửa hàng quán xong thì còn lại rác, thì chút xíu nữa sẽ có đội vệ sinh đó, họ sẽ gom. Ở đây thì bán đồ liên tục mà. Và đây là đường Trang Tử nè. Bên này là công viên Cửu Long. Chúng ta sẽ đi qua đường nha. Công viên Cửu Long với hình con rồng. Công viên Cửu Long. Vào bên đây là đường Hải Thượng Lãng Ông. Bán rất là nhiều pháo. Hôm nay là toàn bán pháo không thôi, chắc không ai trang trí nhà cửa gì đâu. Pháo để chơi đó mà. Pháo giấy rồi pháo bông. Một cây pháo thì khoảng mười mấy ngàn chơi cho đã. Nhưng mà chơi cho đã, quét cho đã luôn. Hôm nay chỉ bán có một loại hàng thôi à. Xả hàng luôn, 100.000 một lốc luôn. 100.000 một lốc luôn. Ngay đây là chợ Kim Biên, nhớ không? Có gì coi trời. Quá trời. Nguyên đường pháo. Và sau đêm giao thừa thì ngày mai tất cả đường phố đều vắng lặng. Một hình ảnh của đường trống trải. Hầu như ngày mùng 1 ở Sài Gòn thì người ta cũng ít bán đồ ăn, đa phần là có một vài quán bán đồ chay, đa phần là bán đồ chay. Nếu các anh chị và các bạn có dịp đến Sài Gòn vào những ngày này thì ngày mùng 1 là ngày rất nhiều người ăn chay. Kim tuyến quá trời. Năm nay thì em không có mua pháo. Tại vì bắn này quét nhiều lắm. Mình chỉ đi xem chơi thôi. Chúng ta sẽ vòng lại bên kia đường xem sao nha. Rồi người ta đốt sẹt. Đỏ vàng. Mình sẽ vòng lại qua bên kia đường ha, rồi chúng ta sẽ ghé một phần uống nước sâm. Bên trái nè.
toàn là pháo không thôi. Em cũng định mua nhưng mà mấy cái này tại nhà có con nít á, nên thành ra nó cũng nguy hiểm nên không dám chơi. Cũng thích chơi lắm nhưng mà sợ nó phá. Vui. Mình sẽ quẹo qua đường Phùng Hưng nha. Hôm nay nữa là Sài Gòn mình thấy hết Tết rồi. Hết hôm nay là coi như là Sài Gòn bắt đầu một năm mới với nhiều hy vọng mới. Cầu chúc cho bà con mua mai bán đắt trong cái năm mới này. Đó, bên kia là Phùng Hưng nè, mình qua đây là đèn năm ngọn đó. Là giao lộ Phùng Hưng với lại Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo B đó. Ở đây bán đồ cúng là bánh bánh tổ. Bánh tổ. Rất là nhiều bánh tổ luôn, bánh bông lan. Cúng giao thừa hả? Bánh tổ bánh lan cúng giao thừa ngồi lại cái. Rất là nhiều luôn. Bánh hẹ. Nè ăn bánh hẹ không? Chị này bán cũng ngon lắm. Chị này bán ngay lúc này. Bên kia là chợ Phùng Hưng, chợ thủ đô ngày xưa. Uống nước gì nè, uống nước gì? Một ly mía lao. Một ly mía lao, một ly sâm. Với một chai bí đao vậy. Không có bí đao. Không có bí đao. Ra rong biển đem về. Mời các anh chị và các bạn nha, uống một ly nước mía lao. Ở đây có rong biển, nước sâm rùa, nước đắng 24 vị, mía lao, củ năng, trà thanh nhiệt. Đầy đủ luôn. Đây, nhiêu tiền nha em? Lấy đúng. Dâu à? Xin vui à? 37 á. 37. Rất là đông luôn. Trời ơi. Cái chai cốt. Đó bà ngoài nè. Được không đồng, uống được không đồng. Rồi không có đường ra luôn. Vui là gì anh ơi? Vui là cho qua luôn, cho qua luôn. Ở chợ lớn đông vui ha, lúc nào cũng đông vui. Lúc nào cũng có không khí của những lễ hội. Chùa Bà. Và ngày giao thừa người ta hay đi chùa lắm. Ở Sài Gòn hay đi chùa. Ở Việt Nam nói chung.
ngày giao thừa đầu năm đi chùa. Một số hình ảnh ở chợ lớn và nhà thờ Cha Tam gửi cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui nha trong những ngày Tết này. Nhân dịp năm mới thì em cũng chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Và nhân đây em cũng cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và đi theo em trong suốt những năm vừa qua. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.